Sự thật chấn động, Mậu Ngọ 1978, tiền tài danh vọng rực rỡ, tháng 8 âm lịch ngồi mát ăn bát vàng. Mến chào quý vị khán thính giả đã trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Chúc quý vị khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa quý vị anh chị và các bạn, trên đời này, có lẽ chẳng ai là không mong muốn số mệnh của mình tốt đẹp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống luôn được hạnh phúc ấm êm, chẳng có nhiều điều phải lo nghĩ. Số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó việc chúng ta sinh thuộc con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và trong chương trình ngày hôm nay, KB Tử Vi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 8 âm lịch. Việc xem tử vi sẽ cho quý vị biết được bức tranh tổng quát về vận hạn của mình trong tháng 8. Để từ đó có bước đi đúng đắn và chính xác nhất, giúp cho con đường tài lộc, công danh, sự nghiệp của mình được phất lên như diều gặp gió. Theo đó, tử vi tháng 8 âm lịch chỉ ra rằng, vận trình của người tuổi Mậu Ngọ có hung cát đan xen, nhìn chung khá trầm lắng, chủ yếu là do tinh thần của bạn thiếu tập trung, thiếu hăng hái, thường hay suy nghĩ tiêu cực nên không dám thử thách bản thân. Vận khí không được hanh thông, cho nên tuổi Mậu Ngọ trước khi làm việc gì trong tháng 8 âm lịch cũng nên suy tính trước sau thật cẩn thận, tránh gặp phải tình trạng xôi hỏng bỏng không. Để biết được vận trình tuổi mình trong tháng này gặp được những may mắn gì, thành tựu trong tháng 8 rực rỡ ra sao, và còn có những điểm gì cần lưu ý, xin mời quý vị cùng theo dõi video. 1. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tháng 8 năm 2024 tuổi Mậu Ngọ âm lịch thấy rằng, có thể nói là một tháng nhiều khó khăn với người tuổi Mậu Ngọ, nhưng khi bạn vượt qua được sẽ thở phào nhẹ nhõm và cũng cảm thấy tự tin về bản thân mình hơn. Tháng này, bản mệnh suy tư nhiều hơn và bạn rất cần có người để giải tỏa những câu hỏi đang vẩn vơ trong đầu. Họ sẽ chỉ cho bạn thấy rằng bạn đang nghĩ quá nhiều mà thôi, chứ bạn là người có năng lực, hãy tự tin vào chính mình bạn nhé. Phá thái tuế dự báo có tiểu nhân quấy phá hoặc tình cảm có chút trắc trở ảnh hưởng tới tâm lý khiến bạn suy nghĩ nhiều, hay phải lo lắng, chịu nhiều áp lực, căng thẳng trong cuộc sống. Bạn cần lựa chọn ngôn từ cẩn thận vì người khác có thể hiểu nhầm dụng ý của bạn mà sinh ra mâu thuẫn. Hơn nữa, bạn cũng trở nên nhạy cảm và dễ mất bình tĩnh trước lời nói từ người khác. Nhưng may mắn là có hỷ thần cát tinh nên những mâu thuẫn tình cảm được hòa giải, nhân duyên nhờ vậy mà dần dần tốt đẹp lên. Do đó, bản mệnh hãy suy nghĩ tích cực lên nhé, đừng vì xảy ra chút chuyện mà suy nghĩ bi quan. Thương quan cho thấy bạn phải rất mạnh mẽ, tự chủ để xử lý các vấn đề xuất hiện trong tháng này. Không ai có thể hỗ trợ bạn cả, do đó bạn phải lao tâm, khổ tứ nhưng đừng lo lắng, mọi thứ đều trong khả năng của bạn cả thôi. Tháng này cực có lợi cho những ai cần mẫn trong công việc làm ăn, bạn không ngại khó, ngại khổ suốt thời gian dài và lúc này là lúc để gặt hái thành công về mình. Xét về địa chi, Ngọ gặp Dậu Lâm cục diện phá thái tuế, tương phá khuyên người tuổi Mậu Ngọ cần thận trọng trong những mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Kể cả người thân thiết với bạn cũng có thể sẵn sàng quay lưng với bạn vì lợi ích. Người làm ăn kinh doanh chớ nên đưa ra những quyết định đầu tư khinh suất trong thời gian này. Bản mệnh cần thêm thời gian để kiểm chứng thông tin, tìm hiểu kỹ hơn về đối tác và chuẩn bị các yếu tố nhân lực vật lực cho mình. Xét về thiên can, Mậu Thổ gặp Quý Thủy là chính tài. Vận khí trong tháng không được tốt lắm nhưng Mậu Ngọ vẫn có niềm an ủi không nhỏ đến từ đường tài lộc khi được chính tài trợ mệnh. Người làm kinh doanh, buôn bán khá may mắn về một số hạng mục kinh doanh, đầu tư. Nếu khéo léo tận dụng tiềm lực sẵn có vẫn thu lợi nhuận tốt. Ban đầu tưởng chừng mọi thứ là không thể, nhưng cứ mạnh dạn tiến hành, kết quả thu về thực sự bất ngờ. Có điều, tháng này thứ tài không vượng nên bản mệnh nên dừng lại ở một số hạng mục đầu tư an toàn, càng mạo hiểm càng rủi ro cao. Ngoài ra, thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, tránh bị lợi dụng làm việc phi pháp hoặc bị tiểu nhân lừa đảo, chiếm đoạt. Đặc biệt là với những lời hứa hẹn về các khoản đầu tư lãi suất cao thì bản mệnh không nên vội vàng tin tưởng. Có thể tìm hiểu nếu tò mò nhưng nên tránh mù quáng mà vội vàng nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt. 2. Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 8 năm 2024 âm lịch trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Xin chúc mừng người tuổi Mậu Ngọ vì bạn sẽ có những bước tiến rõ rệt trên phương diện sự nghiệp trong tháng này.
Cục diện tam hợp tương trợ sẽ giúp bạn hoàn thành tốt đẹp mọi kế hoạch đã đề ra. Cốt là bạn luôn duy trì được trạng thái tinh thần lạc quan, nhiệt tình, không nóng vội. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng góp một phần lớn thúc đẩy bạn tiến về phía trước. Bản mệnh có thể tìm được người cùng chung chí hướng, đôi bên cùng bắt tay hợp tác, khiến mọi việc tiến triển suôn sẻ hơn cả dự tính. Tướng tinh cho thấy bạn là một người vững vàng, quyết đoán, thích khẳng định bản thân. Những sự cạnh tranh tích cực sẽ giúp bạn cảm thấy hăng hái và hiếu thắng hơn. Người làm lãnh đạo cũng nhanh chóng khẳng định được bản lĩnh và vị thế của mình. Bản mệnh sẽ là người dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Bạn trở thành người được cấp dưới tôn trọng và yêu mến, giúp tập thể trở nên gắn kết và mạnh mẽ hơn. Phương diện tài lộc, tính cách năng động, nhiệt tình và hiếu thắng cùng với sự phù trợ của quý nhân sẽ giúp người tuổi Mậu Ngọ gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc vào tháng 8 âm lịch này. Bản mệnh không ngại ngần thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối, vì thế mà bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. Bạn không chỉ làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho tập thể, cho những người theo sau mình. Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu. Phương diện tình duyên. Tam hợp và đào hoa đồng thời xuất hiện khiến cho con đường tình duyên của người tuổi Ngọ có những dấu hiệu phát triển tích cực. Bạn là người có quan hệ xã giao rộng rãi, chính vì thế mà xung quanh lúc nào cũng có người quan tâm, muốn kéo gần khoảng cách với bạn. Người độc thân nên nhiệt tình và cởi mở hơn với các đối tượng khác giới. Thông qua quá trình trò chuyện, trao đổi hoặc làm việc chung, bạn có thể tìm thấy người có cùng tư tưởng với mình. Khi đã tìm được người phù hợp thì việc phát triển mối quan hệ trở nên rất dễ dàng và nhanh chóng. Với những người đã lập gia đình, tình cảm của hai người nhìn chung là tốt đẹp. Thậm chí có những cặp đôi trẻ tuổi còn được đón tin vui trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, việc vợ chồng đôi khi mâu thuẫn về quan điểm sống là khó tránh khỏi. Bạn chớ nên hiếu thắng, thích tranh giành với cả nửa kia của mình. Hãy hạ cái tôi của mình xuống, đừng quá kiêu ngạo như vậy. Bạn nên lắng nghe đối phương nhiều hơn cũng như là người chủ động xuống nước khi đôi bên giận dỗi. Phương diện sức khỏe. Ngũ quỷ hung tinh đem tới một vài tác động không tốt cho sức khỏe của người tuổi Ngọ. Chính vì vậy, bạn cần tự nhắc nhở mình sinh hoạt điều độ, chớ nên làm việc quá sức. Dù công việc có bộn bề đến mấy, bạn cũng cần có lúc gác lại để cho cơ thể có thể nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Càng là người có địa vị cao, bạn lại càng phải chú trọng đến sức khỏe của mình. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, bạn cũng chú ý đến việc rèn luyện sức khỏe. Hãy tích cực vận động, tập thể dục thể thao để cơ thể luôn ở vào trạng thái linh hoạt, dồi dào sức sống. Đồng thời tránh các bệnh như thoái hóa xương khớp, thừa cân. Hãy nhớ rằng chỉ khi có một cơ thể khỏe mạnh, bạn mới có sức lực bắt tay vào công việc, hiện thực hóa những kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm, mỗi tháng vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin và cố gắng để vượt qua cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của KB Tử Vi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 8 âm lịch, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.